Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin. Người Việt tại Lào và Campuchia trang trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trắng tay sau vụ cháy trung tâm thương mại số 44 Marivinska, bà con tiểu thương người Việt mong ước có được việc làm, ổn định cuộc sống. Đại lễ kỷ niệm 190 năm thành lập Chùa Khánh Thọ, một trong những ngôi chùa Việt cổ đầu tiên được công nhận chính thức và gắn biển tên tiếng Việt tại Thái Lan. Sau đây là những thông tin chi tiết. Ngày 16 tháng 5, tại khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Siêng Vang, huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn, Trung Lào đã diễn ra lễ dâng hương kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2024. Trong không khí thành kính, các đoàn đại biểu đại diện chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muồn, đoàn đại biểu đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, Tổng hội người Việt Nam tại Lào và Hội người Việt tỉnh Khăm Muồn đã dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Siêng Vang được khánh thành vào cuối năm 2012 là nơi ghi dấu sự hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào. Đây cũng là nơi để người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ và du khách quốc tế, tìm hiểu về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào. Còn tại Campuchia, ngày 17 tháng 5, lễ dâng hương kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức trang trọng trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Lễ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra vào đúng dịp Việt Nam và Campuchia đang đẩy mạnh các hoạt động hướng đến kỷ niệm 57 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ tại Campuchia, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần làm cầu nối vững chắc, thắt chặt quan hệ Việt Nam-Campuchia. Trong nước, những ngày này, nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã diễn ra. Ngày 17 tháng 5, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức triển lãm Tấm lòng của họa sĩ Việt Kiều với Bác Hồ. Triển lãm thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh của cộng đồng người Việt nói chung và người Việt tại Thái Lan nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, đây là bức tranh Bác Hồ trẻ củi tại chiến khu Việt Bắc, được họa sĩ Đào Trọng Lý vẽ bằng chất liệu sơn nước, miêu tả cuộc sống giản dị của Bác Hồ trong thời kỳ kháng chiến kiến quốc. Trong tranh của Đào Trọng Lý, cuộc đời hoạt động của Bác Hồ từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước đến những dấu mốc quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với hình ảnh vị lãnh tụ kiệt xuất nhưng bình dị, chan hòa tình yêu thương dành cho nhân dân Việt Nam và nhân dân toàn thế giới. Họa sĩ Đào Trọng Lý vẽ các tác phẩm với Bác từ năm 2018 khi ông quản lý khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom theo tâm thức của mình và dựa một phần vào những tư liệu, hình ảnh ông tìm kiếm được. Các tác phẩm này giúp công chúng trong nước và quốc tế hiểu thêm về cuộc đời bình dị, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của người. Qua đó, góp phần giáo dục các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau không ngừng học tập và noi gương Bác. Kết thúc triển lãm thì 55 bức tranh về Bác Hồ sẽ được họa sĩ Đào Trọng Lý gửi tặng lại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 5 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Yangon, Myanmar, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn đã chủ trì phiên họp với 13 lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang hoạt động tại Myanmar. Trong cuộc họp, các lãnh đạo doanh nghiệp tham dự đã thông báo về tình hình kinh doanh, những khó khăn vướng mắc và đề xuất nhiều kiến nghị cụ thể với Đại sứ quán. Đại sứ Lý Quốc Tuấn cảm ơn đóng góp, chia sẻ tình hình khó khăn hiện nay, hoan nghênh tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, không những tiếp tục bám trụ kinh doanh mà các doanh nghiệp vẫn còn tham gia một số hoạt động như kết nối doanh nghiệp Myanmar với Việt Nam, hỗ trợ lớp tiếng Việt tại Đại học Ngoại ngữ Yangon. Đại sứ quán khẳng định luôn đồng hành bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar. Lãnh đạo các doanh nghiệp đánh giá cao hoạt động gặp gỡ lần này, thống nhất duy trì cơ chế trao đổi định kỳ 2 tháng một lần giữa Đại sứ quán với các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar.
Ngày 15 tháng 5 tại Osaka đã diễn ra chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư giữa thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản. Chuỗi sự kiện đã mở ra cơ hội tăng cường sự hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp Nhật Bản và các địa phương là đối tác trọng tâm của thành phố. Thông tin từ phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Tại hội thảo kết nối giao thương, phía thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho các doanh nghiệp Nhật Bản những thông tin mới nhất liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố dành cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời lắng nghe các đánh giá và kiến nghị của các doanh nghiệp Nhật Bản để thúc đẩy hợp tác bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế là ngành chế tạo lắp ráp rất mạnh. Trong thời gian tới có thể là công nghệ thông tin. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng tương lai sẽ không chỉ là đơn thuần sự hợp tác của doanh nghiệp với nhau, mà còn là sự hợp tác của các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học. Hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của gần 50 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 100 doanh nghiệp Nhật Bản. Điều này cho thấy sự quan tâm của phía Nhật Bản đối với thị trường Việt Nam, giúp mở rộng không gian phát triển, trao đổi thông tin, mở rộng động lực và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh. Nhật Bản hiện có khoảng 1.680 dự án với tổng số vốn đầu tư lên tới 5,7 tỷ đô la Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ưu tiên hợp tác của thành phố với các doanh nghiệp và địa phương của Nhật Bản trong thời gian tới sẽ là các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, năng lượng tái tạo, năng lượng mới, góp phần cho sự phát triển bền vững song phương. Doanh nghiệp Nhật Bản cũng như doanh nghiệp khu vực Osaka xem thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm lý tưởng. Riêng thành phố Hồ Chí Minh và Osaka có nhiều điểm chung, do đó sự hợp tác của hai bên cũng thuận lợi, có thể kết hợp lợi thế và bù đắp điểm yếu như dân số Nhật Bản đang giảm, trong khi nguồn lực trẻ Việt Nam có rất dồi dào. Tôi cho rằng sự hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, sẽ được thúc đẩy. Trong dịp này, hơn 200 sản phẩm đặc sắc tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có những sản phẩm đã khẳng định trên thị trường quốc tế như cà phê, sữa, mì, phở khô, trái cây sấy khô đã được mang đến giới thiệu kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản để lựa chọn ra những sản phẩm phù hợp với thị hiếu, hướng tới đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này. Thưa quý vị, vụ hỏa hoạn tại khu chợ trung tâm thương mại Marivinska là thảm kịch với hàng nghìn hộ kinh doanh, trong đó đa số là người Việt ở Ba Lan. Mất trắng tài sản, nhiều bà con còn mất cả giấy tờ như là giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh. Hàng trăm chủ hộ kinh doanh người Việt giờ đang phá sản. Hàng nghìn lao động người Việt hiện đang thất nghiệp. Mong ước của bà con lúc này chính là có được việc làm và ổn định cuộc sống. 5 ngày sau khi xảy ra vụ cháy tại trung tâm thương mại Marivinska Warszawa, Ba Lan, ông Tráng vẫn chưa hết bàng hoàng. Biết là đã mất tất cả, nhưng ngày nào ông cũng tới đây với hy vọng ban quản lý sẽ cho vào hiện trường xem quầy hàng của mình còn vớt vát được gì không. Thế đến giờ phút này thì cũng không biết là sẽ đi đâu và về đâu, bởi vì thứ nhất là nếu mà buôn bán thì phải cần có trọ, mà đi làm cái nghề khác thì phải cần có tay nghề. Thứ nhất là tôi năm nay 50 tuổi, bắt đầu đến cái tuổi mà như gọi là tuổi già rồi đấy. Thì để mà tìm được một công việc làm ở lại đất sở tại này thực sự là khó khăn, chưa biết làm cái gì, chỉ có một mình là lao động chính, mình phải nuôi hai đứa con. Một cháu thì đang học đại học, thế còn một cháu thì năm nay mới học cấp 3, vợ thì yếu đau, kiểu bệnh tật ấy, suốt ngày đi bác sĩ, bệnh viện, rất là khó khăn. Cũng giống như ông Tráng, hơn 1 triệu rua, tương đương 250.000 đô la Mỹ tiền hàng của ông Cường đã thành tro bụi. Ở cái tuổi ngoài 60, giờ ông không biết phải làm gì để tiếp tục cuộc sống. Hàng của tôi rất nhiều, vì quầy của tôi là quầy đôi. Mà chúng tôi kinh doanh chủ yếu là chúng tôi bán buôn chứ không phải bán lẻ. Đâm ra số lượng hàng của tôi rất là nhiều. 1 triệu rua lấy được cả một cái tài sản của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi không còn một đồng nào, cháy trắng tay hết. Giấy tờ công ty rồi giấy tờ xe là đều bị cháy hết. Bản thân hai vợ chồng thì già, bây giờ muốn làm lại thì bây giờ cũng không làm, biết làm cách nào, mà bây giờ đi làm thuê thì tuổi này thì ai người ta thuê. Mong muốn của ông Tráng và ông Cường lúc này là các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân vụ cháy và sẽ xây dựng một khu chợ tạm để bà con có nơi tiếp tục làm ăn kinh doanh, ổn định cuộc sống. Điều đầu tiên chúng tôi muốn là có công an việc làm, muốn là chính quyền chợ và chính quyền của Ủy ban thành phố hoặc là nhà nước Ba Lan giúp đỡ chúng tôi xây được một cái khu chợ để chúng tôi cái chỗ sinh nhai để ổn định cuộc sống như sau này. Đấy là mơ ước của chúng tôi. Tôi ở bên này cũng tầm khoảng 25 năm, mà đến bây giờ thì trắng tay, thì bây giờ là tôi cũng chỉ biết là cầu mong là có một cái chỗ làm mới ổn định để ổn định cuộc sống.
Ngày 15 tháng 5 tại tỉnh Kanchanaburi, đông đảo chư tăng ni Phật tử Việt Nam, Thái Lan cùng bà con kiều bào đã tham dự đại lễ kỷ niệm 190 năm thành lập chùa Khánh Thọ, một trong những ngôi chùa Việt cổ đầu tiên được công nhận chính thức và gắn biển tên tiếng Việt tại Thái Lan. Buổi lễ mừng 190 năm thành lập chùa Khánh Thọ đã diễn ra với nhiều nghi thức gồm tụng kinh và lễ tắm tượng. Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Ngoại giao chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã gửi lời cảm ơn trân trọng đến Hoàng gia, Chính phủ Vương quốc Thái Lan, chính quyền và nhân dân tỉnh Kanchanaburi đã luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định, hội nhập và phát triển, bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc, duy trì tiếng Việt. Cảm ơn Văn phòng Phật giáo Thái Lan và các vị hòa thượng trụ trì các chùa Việt tại Thái Lan đã hỗ trợ duy trì và phát triển Phật giáo An Nam Tông tại Thái Lan. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, các ngôi chùa Việt tại Thái Lan vừa là địa điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, vừa là nơi bà con kiều bào duy trì các phong tục tập quán, gắn kết cộng đồng. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã có các cuộc làm việc với tỉnh Kanchanaburi, gặp gỡ với các hội đoàn người Việt tại Thái Lan, các kiều bào lão thành đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Dù mới du nhập vào Việt Nam vài năm trở lại đây, nhưng môn lướt ván phản lực, một môn thể thao dưới nước, đã nhanh chóng thu hút giới trẻ bởi công nghệ và tính thực dụng. Nhiều bạn trẻ Hà Nội đã xem đây là một bộ môn giải trí kết hợp với vận động thể thao. Khi đã nắm vững được kỹ thuật, người chơi có thể thỏa sức sáng tạo trên mặt nước. Một ngày cuối tuần tại ven sông Hồng, hơn 10 thành viên trong câu lạc bộ ván phản lực hẹn nhau để thỏa mãn đam mê được lướt nhanh trên mặt nước. Chân đứng vững trên tấm ván, tay nắm dây, tự tin điều khiển để chiếc ván lướt theo ý mình. Cảm giác là khá là dễ đối với mọi người ấy. Mình chỉ cần giữ thăng bằng một chút thôi và có một chút kỹ năng thì sẽ có các bạn đi trước chỉ dẫn rất là nhiệt tình, chỉ bảo từng cái kỹ thuật nhỏ một ấy, nên là cũng khá là dễ dàng. Ván phản lực có vỏ ngoài như một chiếc con, bên trong là khối động cơ hai thì chạy bằng nhiên liệu xăng, có khả năng di chuyển trên mặt nước với tốc độ lên đến 60 km/h. Cảm giác nó mang lại ấy, thì nó sẽ giống như là mình đi xe máy khoảng 100 km/h. Yêu cầu cơ bản của môn lướt ván phản lực là cần có đam mê và sức khỏe, không bị những cái bệnh nền quá là nghiêm trọng giống như là bệnh tim hoặc là các bệnh liên quan đến dạng tiền đình. Mình nên trang bị đầy đủ bảo hộ và mới chơi thì mình nhích dần dần. Khi mà mình đã chơi thành thạo rồi, mình có thể là tăng độ khó lên, mình chạy nhanh. Nhưng mà cùng với đấy là mình mũ bảo hiểm, rồi là có thể là trang bị thêm cả wetsuit, rồi giáp tay, giáp chân nữa đấy, để mình chơi làm sao cho nó an toàn nhất có thể. Nắm vững các kỹ thuật, lại chơi theo hướng chuyên nghiệp, anh Thiện đã tự luyện tập để có thể thực hiện những động tác đòi hỏi kỹ thuật cao. Hiện tại thì mình có thể xoay vòng với bán kính rất nhỏ. Ngoài ra thì sắp tới mình muốn là có thể xoay 360 độ và salto một vòng trên không. Đấy là những động tác mà rất khó, mà chỉ những vận động viên chuyên nghiệp nước ngoài mới có thể làm được. Mình rất muốn là có thể làm được những động tác như thế. Silver Surf Việt Nam là câu lạc bộ lướt ván phản lực đầu tiên ở Việt Nam, thành lập được gần 5 năm với hơn 250 thành viên trên cả nước. Ở Hà Nội có khoảng 60 thành viên thường xuyên hoạt động. Những hình ảnh về môn lướt ván phản lực vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Để theo dõi lại các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go tại App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại!